cháu mới để cái bộ này xuống dưới, cháu mới để cái sản phẩm lẻ lên để cho như nói chưa. Anh em chia sẻ cái like anh em ơi, cho xin một lúc chia sẻ nhỉ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ để nhận thật nhiều nhiều phần quà nhé. Bỏ lại đi đi. Bỏ cái kia đi vì không cần cầm cầm cái này. Chúng ta ước gì thì chúng ngoài đời. Chú chào mọi người, chú chào các cháu nhé. Thế thôi, chào anh Sáng nhá. Anh Sáng ơi, chia sẻ cái like anh Sáng ơi. Em có câu hỏi gì muốn hỏi chú không về sản phẩm? Em muốn hỏi chú là về những cái như kiểu kem chống nắng này, với cả dung dịch vệ sinh dành cho nam đấy, cái đấy là được giới mày râu rất là quan tâm đấy, vấn đề như thế chú có thể chia sẻ tức là các bạn đây là chú, cháu đang bảo chú chia sẻ với các bạn thôi. Còn cháu ở nhà phân phối cháu phải nắm được cái tính năng của nó rồi đúng không, chứ mà cháu hỏi chú mà đây là các bạn hỏi chú đấy. Thế thì thế ok, thế bây giờ cái kem chống nắng này đúng không, kem chống nắng thì hôm mình đã cái kem chống nắng thì là mình đã giới thiệu các bạn nhiều rồi, kể cả trên phòng tập của mình này, rồi kể cả các đoạn mình đi tập, mình đi đạp xe đạp các thứ thì mình đều dùng cái loại kem chống nắng này. Thế thì cái kem chống nắng là cái kem chống nắng này là khi bôi vào, khi bạn xoa lên thì cái tính năng bình thường nó đã đảm bảo là nó đã chống các tia cực tím, tức là nó làm cho lão hóa da của bạn rồi. Xong rồi cái thứ hai là gì, là tức là nó làm rất là mịn cái làn da của mình, nó cũng còn tác dụng chăm sóc da lên trên cái làn da của mình đấy. Thế mà đàn ông mình thì thường thường là tức là da sẽ nám hơn da của chị em phụ nữ đúng không? Thế nhưng mà khi mà chú dùng cái này mà hôm rồi đấy chú đặt xem thì chú dùng, mà cái này là chú dùng thường xuyên khi chú đi du lịch này là hay là chú đi chơi thì chú vẫn dùng thường xuyên, thì tức là khi bôi lên mũi đầu tiên các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái màu trắng, thì các bạn ngại nhưng mà một lúc sau cái màu trắng sẽ hết luôn, cái màu trắng sẽ hết luôn, nó sẽ lại tiệp lại màu da của mình. Thế là đâu mình cứ sợ nhiều lúc cứ sợ mà là tức là khi mà mình dùng mỹ phẩm nó là nhiều lúc là cũng bị hay bị trêu chọc. Thế nhưng không phải, đến bây giờ thời đại bây giờ, bởi vì bọn chúng từ ngày xưa đến chúng đã dùng rồi, thì đến bây giờ là các cháu càng cần phải chăm sóc làn da mình hơn, bởi vì ai cũng muốn đẹp. Thế là cái này nó sẽ là vừa có tác dụng chống nắng và vừa có tác dụng để chăm sóc làn da và làm cho nó tươi sáng hơn, đẹp hơn. Bạn Thi Dân hỏi là sử dụng xong có đẹp trai và ngầu như chú Hải không? Chắc chắn là có nhá. Chắc chắn là có nhá bạn Thi Dân nhá. Chú không dám nhận. Cảm ơn các bạn nhiều nhá. Chú không dám nhận, nhưng mà chú đảm bảo là khi các cháu mà cái làn da mình có thể đang hơi thô nhám, là nhưng mà khi mà các cháu có thể dùng cái kem chống nắng này vào, thì chú đã nói rồi, nó có thêm cái tác dụng tức là gì, là dưỡng da nữa, thì tức là làn da mình sẽ rất là mượt mà. Đơn giản là chú nói thật, tức là đây chia sẻ thật, nên là cái hình xăm mình của chú là xăm rất là dày, thì khi xăm là cái da của chú nó tổn thương rất nhiều. Như hiện tại khi mà chú dùng đến cái sản phẩm kem chống nắng này thì là cái làn da chú được cải thiện nhiều. Cái da nó gần như là cái sẹo của mình, xăm dày cũng rất là gần như thành sẹo, nhưng mà nó cải thiện nhiều, nó rất là mịn màng. Đấy là về cái chăm sóc nắng. Còn nói về cái này thì chú chia sẻ nhiều rồi, về nói nhiều thì nó cũng hay đúng không? Thế bây giờ này bên chỉ nói là chú chỉ nói thôi. Nếu mà nói rõ ra trên này thì nó sẽ nhiều lúc nó nhận cảm là khó lắm ấy. Thế giờ là chú nói là cái này rất là ok, và các bạn cứ thử đi, các bạn cứ thử mua thử sản phẩm để dùng đi, thì các bạn sẽ cảm nhận được là nó ok như thế nào. Còn với chú á, trong cái anh em đi chơi, tất cả mọi người anh em đi chơi thì chú là người các chú ở hay hay trêu chọc chú về cái chuyện là chú đi chơi lắm. Thế nhưng mà
khi mà chú dùng cái kem chống nắng này chú thấy thế nào? Hôm nay em gặp có men của khách trở lời đi. Men hơn, tự tin hơn. Tự tin hơn. Tự tin hơn. Đấy.